các bạn. Bây giờ mình đi tham quan thành phố Washington. Đi với một anh tài xế mà anh tài xế anh giấu mặt mà cái đường này không có ra được. Bữa nay là bắt đầu vô mùa xuân, gần vô mùa xuân rồi thì mình muốn kiếm cái chỗ nào có hoa cỏ mùa xuân nhiều đó để tham quan với chụp hình. Nên Tâm search lên Google thì Tâm thấy là thành phố Washington của Texas. Nên Tâm đi thành phố Washington thì nó cách nhà Tám 1 tiếng đồng hồ lái xe. Cho nên bây giờ mình đi ra đó để coi có hoa mùa xuân, hoa cỏ đó các bạn. Tại vì mình phải tranh thủ mình đi, nếu mà thời tiết đẹp á, thì nó còn được tới giữa tháng 4, chứ mà nếu nắng nóng á, là hoa nó sẽ tàn rất là nhanh đó các bạn. Nên là tranh thủ đi. Các bạn có nhìn thấy phía bên tay trái đó có ở rãnh giữa của hai chiều xe thì nó có cỏ đó, ở đó cũng hoa màu xanh mà hoa blue bonnet, cái hoa đặc trưng của Texas đó rất là nhiều. Có điều vô trong cái màn hình thì không thấy rõ, nhưng mà ở ngoài thì đẹp lắm các bạn. Mình đang đi trên đường 99 để ra cái thành phố này, nào nằm ở về cái hướng tây của cái chỗ Tâm ở đó. Đó các bạn thấy bên tay phải không, hoa rất là nhiều, hoa bạc ngàn, hoa cỏ thôi, hoa vàng, hoa cam, hoa màu xanh. Hoa màu xanh đó là cái hoa đặc trưng của Texas đó. Tâm đi chỗ này thì mình đi mình nhìn ngắm thôi, chứ chưa có cái chỗ, không có chỗ để mình đậu xe lại để mình chụp hình được đó các bạn. Hai bên đường là rất là nhiều, nhưng mà mình không có thể tấp xe lại bên đường được. Nên Tâm đi để tìm cái chỗ mà mình có thể đậu xe vô và mình quay hoặc mình chụp được đó các bạn. Ra phía ngoài này thì đường nông thôn cho nên là nó không có nhiều cây cao, nhưng mà cái đồng cỏ rất là nhiều. Các bạn sẽ thấy toàn là những thảm cỏ, những đồng cỏ rất là rộng. Xanh, trời giờ nó ấm lên, hai bên cỏ nó rất là xanh, rồi hoa cỏ nó nhiều màu rất là đẹp đó các bạn. Ở ngoài nhìn đẹp hơn trong màn hình rất là nhiều nha. Các bạn nào mà ở Houston thì có thể bấm search lên là Washington, Texas thì mình đi tới đó. Các bạn có thể thấy hoa cỏ nó nở hai bên đường nhiều. Bây giờ các bạn có thể nhìn qua tay trái kìa, cái hoa cỏ màu vàng giống như là người ta phơi lúa vậy đó. Những cái đồi đó, đồi cỏ đó là hoa đó, hoa cỏ màu vàng vàng vậy đó, y như một cái thảm lụa vậy đó. Cái đường nông thôn này nó rất là lãng mạn mà đẹp nữa các bạn. Mình đi qua một cái thành phố cổ, thành phố Washington đây. Thành phố xưa, những cái kiểu nhà kiến trúc nó xưa nhưng mà nhìn cũng đẹp lắm.
cái cửa hàng bán đồ lưu niệm, thành phố nhỏ theo cái đường 105 này, nó đã đi xuyên qua cái thành phố này. Sau một tiếng lái xe thì Tám cũng đã tới được cái khu di tích Washington đây. Ngày xưa nó là Washington County, là một cái thị trấn chứ không phải thành phố, để Tám nói sai rồi. Đây là cái đường dẫn vô trong cái công viên đó đây. Công viên Washington County. Vô đây coi có gì. Ở đằng kia có hoa đẹp kìa. Cái này có cái đường đi ra không ta? Thì băng vô cỏ luôn hả? Không thấy được hoa sao. Cái thời gian cho hoa nở này, bum cho bà luôn, bom thôi bum, cứ bình an.
cái nghề chính của họ. Cái cây bông gòn nhỏ nhỏ như đây cho bao nhiêu của Việt Nam. Cái thu nhập chính của họ là nghề trồng bông. On the river. Một cái thị trấn nhỏ trên dòng sông. Đám bà sáu này, đám bà sáu này. Cái thị trấn nhỏ trên dòng sông. Cái hành này. Từ 1836 thành mình là một cái thành community small, một cái cộng đồng nhỏ được xây dựng vòng quanh cái ferry landing nơi mình đang ở. Washington, tắm đi xuống thành phố Brenham. Từ Washington đi xuống Brenham thì 23 phút. Tắm lái xe đi xuống đó thì bị thấy sạc lên thấy có một cái công viên gọi là Old Baylor Park. Cho nên xuống đó coi thử là có hoa nhiều không.
Ở đây đi ngang qua toàn là trang trại đấy các bạn, cho nên là bò rất là nhiều trên những cái đồng cỏ. Mình có thể thấy hai bên đó là có những đàn bò trên đồng cỏ đó các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Đang đi tới khúc cua vô thì Tâm phát hiện ra một cái đồng cỏ hoa nhiều màu ở đây nè. Tâm ghé lại. Ở đây có hoa màu xanh, màu vàng, màu cam, một cái cánh đồng trải dài luôn các bạn. Tâm xuống để chụp hình, quay phim, làm đủ kiểu hết. Mà gió lạnh lắm các bạn nha. Chiều nay gió. Video này Tám cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mời các bạn tiếp tục theo chân Tám để đi đến cái công viên O'Baylor Park. Xin chào và hẹn gặp lại ở clip sau. Bye.